Rồi, xin chào anh em. Hôm nay mình tiếp tục chia sẻ với anh em một cái app cũng được mod tài khoản VIP. Thì anh em từng xài điện thoại thông minh thì cũng đã từng trải nghiệm qua cái ứng dụng Zing TV trên cửa hàng xe Play. Tuy nhiên cái ứng dụng Zing TV trên xe Play chúng ta thường phải trả phí mới mua được cái tài khoản VIP để xem được những nội dung hay hơn. Thì trên cái ứng dụng Zing TV này nó có nhiều thể loại phim, hoạt hình, ca nhạc, phim Việt Nam, phim Hàn Quốc, nói chung là đủ thể loại phim để chúng ta giải trí. Thì cái app này đã được mod lại. What the fuck? Và nó là tài khoản VIP tới cả trăm năm lận ha. Wow. Bây giờ mình vô cái phim nó cho các bạn coi đây. Đó. Nó như thế này thì các bạn vô, các bạn phải có một tài khoản Zalo, có nghĩa trong máy mình có cái app Zalo sẵn á. Chúng ta đăng nhập, chúng ta vào là khi tải về chúng ta mở app lên, nó tự nó đăng nhập cho tài khoản Zalo đó. Đây mình, này mình mở cái đặt này, bây giờ mình mở tài khoản này cá nhân này. Đó, đây là tài khoản này đó, VIP gia hạn 31/2/2099 đó, và chúng ta coi được tất cả những chương trình hay trên cái ứng dụng này. Còn ứng dụng xe Play thì nó rất là dở, thì chúng ta không có VIP. Trong đây nó rất là nhiều phim nè, phim hoạt hình nhiều thể loại lắm, phim Hàn Quốc, phim Đài Loan, nên là những cái phim mà dạng như tuổi teen á, bạn trẻ thích, thậm chí có hài đồ nữa. Tại thì mình lựa chọn nó nè, TV show, có những chương trình TV show nữa. Rồi một hình bấm vô phim nè, Hàn Quốc, Hoa ngữ, Thái Lan, Nhật Bản, Việt Nam, những cái phim đang hot không ha. Thì đường link của cái app mod VIP này mình sẽ để dưới mô tả video, các bạn vào tải về và thưởng thức. Nếu các bạn thấy hay thì ủng hộ mình bằng cách đăng ký và like. Mình sẽ tìm được những app bản quyền thật hay nữa để chia sẻ với tất cả các bạn ha. Rồi, clip này đến đây là hết, đơn giản. Các bạn chỉ cần vào đường link đăng tải về và mở lên thưởng thức thôi. Và các bạn nhớ là trong máy các bạn phải có một cái app Zalo ha. Zalo để mình liên lạc với mọi người. Cái app rất nổi tiếng của Việt Nam ha. Và bây giờ mình cũng mở vô thử cho các bạn xem một bộ phim ha. Đây, mở vô ngay đây. Subscribe vào YouTube này, nhớ subscribe.